Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì mọi người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa nhân hạnh, vì những năm tháng đã sống hoài sống trí, để phải hổ thẹn những việc làm ti tiện giới hạn bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt người khơi